Xin chào bạn, trên bàn mình đây là chiếc LG Phone 7 Ultimate vừa được ra mắt toàn cầu và ngay lập tức thôi thì mình đã có để unbox cho anh em rồi Thực ra là mình quay cái video này vào ngày 29 tháng 3 2023 cơ Còn khi nào được lên video thì tùy thuộc vào bên nhà LG ha Bởi vì mình có ký NDA cơ bạn. À vậy thì trong video này mình sẽ unbox cũng như là chỉ ra cho bạn Về những cái điểm khác biệt giữa thế thứ 7 và thế thứ 6 Để xem thử rằng là thế thứ 7 này sẽ có những gì nâng cấp ngoài vi xử lý nha Let's go Và nếu các bạn nào mà đang muốn mua smartphone ngon bổ rẻ thì đừng quên nghe qua Di Động Việt. Di Động Việt luôn cung cấp cho các bạn mức giá cực kỳ là hấp dẫn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay. Rồi, hãy nói về dòng LG Phone 7 Series đợt này đi, thì đợt này chúng ta chỉ có duy nhất hai phiên bản thôi như các bạn. Thứ nhất là LG Phone 7 và thứ hai là LG Phone 7 Ultimate. Chúng ta sẽ không có phiên bản giữa là Pro giống như là thế thứ sáu đâu. À, cho nên các bạn cần phải lưu ý nha. Nếu ai đó bảo với các bạn rằng là, ôi à, tôi có cái con LG Phone 7 Pro đây các bạn mua đi thì không có đâu nha các bạn. Không hề có. Rồi. Cái điểm thứ hai nữa đó chính là về cái hộp đựng Thực sự là nói là cái hộp đựng của LG Phone 7 Ultimate năm nay Nó vô cùng đặc biệt các bạn ơi Nếu các bạn để ý kỹ một chút xíu á Thì có thể thấy rằng là ở cái phần này Nó tách biệt hoàn toàn so với là cái phần hộp ở phía trên đúng không Và nó vô cùng đặc biệt Các bạn đừng có vứt nha Nếu các bạn có mua chiếc LG Phone 7 Ultimate về Thì đừng có vứt cái phần này ra Bởi vì sao? Bởi vì đây nó có tích hợp một cái chơi game một cái trò chơi các bạn ạ khi mà các bạn sử dụng chiếc LG Phone 7 Ultimate mình đang có đây rồi mình đã tháo ra rồi mà các bạn đặt lên đây này và sau đó các bạn khi mà các bạn khởi động chiếc máy này lên thì chúng ta sẽ được truy cập vào một trò chơi À, đó là trò chơi bắn máy bay các bạn cầm lên bắn máy bay giống như ngày xưa chúng ta bắn á rất là thú vị các bạn ạ và các cái nút ở bên trên này nha các bạn các cái nút ở phía bên, bên trên này thì chúng ta đều nhấn được này đó nhấn được này nó giống như kiểu là có NFC ở bên trong cái miếng giấy này cho nên là các bạn nên giữ lại và trải nghiệm nha mình rất là thích chơi cái tựa game mà được được tích hợp ở trong cái miếng bìa cắt tông như thế này đó là về cái phần phụ kiện ở bên ngoài nó đã rất là đặc biệt rồi còn ở bên trong á, thì chiếc máy mình đã lấy ra ở đây rồi nha à, và mình sẽ mở ra ở bên trong thì chúng ta sẽ có gì đây chúng ta sẽ được tặng kèm chắc chắn rồi đây là một cái ốp lưng để có thể là gắn vào được với chiếc LG Phone 7 Ultimate ở bên trong thì sẽ còn luôn khi mà các bạn mua phiên bản Ultimate sẽ được tặng luôn cái sò lạnh và sò lạnh đợt này nó sẽ đặc biệt hơn so với là thế thứ sáu. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có thêm một cái adapter sạc và adapter sạc này thì nó cũng có công suất tương tự như là thế cũ rồi các bạn ạ, nó cũng chỉ là 65W mà thôi. Đi kèm với đó thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái sợi dây USB C to C. Và đây là hai chiếc LG Phone 7 Series. Bên tay phải của mình là chiếc LG Phone 7 Ultimate màu trắng và bên tay trái của mình đó chính là chiếc LG Phone 7. Nếu mà khi các bạn nhìn vào thiết kế của dòng 7 Series năm nay thì có thể thấy rằng là nó đã bớt hầm hố rồi, nó ít chi tiết hơn các bạn ạ. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình thích một chiếc máy nó như thế này bởi vì chúng ta nhìn vào nó sẽ không quá là rối rắm á. Tuy nhiên thiết kế thì mỗi người sẽ có một cái vẻ khác nhau. Một trong những cái điểm nhận diện tiếp theo giữa thế thứ bảy và thế thứ sáu đó chính là cái thiết kế cụm camera. Ví dụ như ở trên thế hệ thứ sáu nha, thì toàn bộ cái cụm camera này cùng với cái dòng chữ là 8K Ultra thì nó sẽ là một mặt phẳng thôi nhưng mà ở trên thế thứ bảy nha thì cái cụm camera thì nó sẽ được nhô lên một chút xíu nữa tức là nó sẽ có hai bậc này các bạn và thứ hai nữa đó chính là về cái đèn flash ở trên thế thứ sáu nha thì nó sẽ là nằm ngang là nằm ngang như thế này nhưng ở trên thế thứ bảy thì nó sẽ được xéo nữa giống như kiểu là uh, thiết kế lấy cảm hứng từ số 7 các bạn số 7 thì như thế này này đó sẹt này nó y như vậy đó. À, nói chung là bên nhà LG họ thiết kế cũng hay và thú vị Năm nay thì mình thích cái thiết kế của chiếc LG Phone 7 hơn Bởi vì khi mà mình nhìn vào ở bên trong á, thì mình thấy rằng là nó cũng có hơi hướng kiểu như là trong suốt á. Đây là một cái trend mà hiện tại đang rất là hot ở trên mạng xã hội cũng như là ở thế Gen Z và bên cạnh đó một cái điểm mà mình cũng rất là thích khi mà sử dụng iPhone Phone 7 hơn cái thế cũ đó chính là về trọng lượng cầm nắm. Khi mà chúng ta cầm chưa gắn thêm phụ kiện thì nó đã nhẹ hơn so với trước rồi. Và nếu mà gắn thêm phụ kiện thì các bạn sẽ cảm nhận được là chúng ta chơi game nó sẽ thoải mái hơn so với là thế trước ấy. Đó, mình nghĩ rằng là với những bạn nào mà chơi game thường xuyên ở trên những dòng LG, các bạn sẽ cảm nhận rất rõ được cái điều này ha. À, bên cạnh đó nữa thì ở trên cái thế năm nay, khi mà các bạn nhìn vào cái cổng sạc ở bên cạnh hông sẽ thấy ngay được một cái nâng cấp tiếp theo. Đó chính là chúng ta sẽ có thêm hai cái chấu ở đây này. Đó, và đó là lý do tại sao mà ở trên LG Phone 7 nó có thể sử dụng được sò lạnh ở trên thế thứ sáu Nhưng thế thứ sáu lại không thể sử dụng được lại sò lạnh của thế thứ bảy Các bạn biết tại sao không? Đó chính là... Đây, mình có đây luôn hai cái sò lạnh thì có thể là so sánh cho các bạn này Nếu mà các bạn nhìn vào thì có thể thấy rằng là ở trên cái sò lạnh thế thứ sáu thứ bảy á Thì nó đã to hơn rồi đúng không? Lý do tại sao nó to hơn là bởi vì nó được tích hợp thêm loa các bạn ạ. Đó ở trên này nó đã có sẵn loa luôn nha. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta sẽ có thêm cái dắt cắm tai nghe 3.5 mm ở trên cái sò lạnh. Còn ở trên cái bản 6 á, thì nó sẽ không có, à, nó chỉ có duy nhất là cổng sạc USB C mà thôi. Và một cái điểm nâng cấp nữa đó chính là ở trên cái sò lạnh dành cho iPhone phone 7 á thì số lượng quạt á, nó sẽ nhiều hơn cánh quạt nó sẽ nhiều hơn so với là thế hệ thứ sáu tuy nhiên khi mà mình có hỏi một vài những người bạn của mình ở bên ag á, thì uh, mấy người bạn của mình cũng nói rằng là nó cũng có cải thiện nhưng mà không quá đáng kể đâu uh, cái điểm nâng cấp đáng giá nhất đó chính là nó có âm thanh nó có thêm cái dắt cắm này và đó là lý do tại sao mà nó không thể phù hợp với iPhone 6 được nha. À các bạn cần nên lưu ý vấn đề này nha. À đối với những bạn nào mà đang sử dụng dòng iPhone 6 và các bạn nâng cấp lên cái phiên bản thường thôi á, thì thôi không cần mua cái này để tản nhiệt đâu. Mua cái này cũng ok rồi, bởi vì âm thanh ở trên iPhone 7 nó cũng đã rất là xuất sắc rồi các bạn ạ. À, cho nên là chắc là cũng không cần ha. Còn với những bạn nào mua phiên bản Ultimate thì đã được tặng kèm ở bên trong hộp của máy rồi. À ở bên trong hộp máy thì chúng ta sẽ có thêm một cái một cái túi dù các bạn vải dù á à để giúp bảo vệ cái so lạnh của chúng ta ha. Và một trong những cái điểm nâng cấp rất là quan trọng nữa ở trên dòng LG Phone 7 so với thế thứ sáu đó chính là về tản nhiệt. Đây là thứ mà chắc chắn bất kỳ một cái bạn game thủ nào cũng rất là mong chờ. Thì với ở trên dòng 7 á thì bên nhà LG họ vẫn sử dụng cái công nghệ tản nhiệt buồng hơi. Tuy nhiên về cái tốc độ mà đưa nhiệt độ từ ở bên CPU á À, ra bên ngoài thì nó sẽ được làm nhanh hơn các bạn ạ bởi vì bên nhà Audi đã thiết kế những cái rãnh để có cái tốc độ di chuyển của cái chất lỏng á nó sẽ liên tục và nó được nhanh và đều hơn và đặc biệt hơn nữa là bên nhà Audi nha họ sẽ đưa cái nhiệt độ nó ra đều các mặt chứ nó không phải tập trung ở duy nhất một vị trí cho nên là cái tốc độ mà làm mát á thì nó cũng sẽ được cải thiện hơn so với là thế thứ sáu và bên cạnh đó nữa thì bên nhà Audi cũng sẽ nâng cấp về phần hiệu năng cho chúng ta Chúng ta sẽ có vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 Tuy nhiên năm nay thì cái RAM tối đa dừng lại ở mức là 16GB Dành cho cả bản thường lẫn phiên bản Ultimate nha Năm ngoái mình nhớ không nhầm là bản R còn có 18GB Nhưng mà năm nay không có bản Pro nữa cho nên nó chỉ dừng lại ở mức là 16GB mà thôi Và bộ nhớ trong tối đa sẽ là 512GB các bạn ạ Chỉ có duy nhất một phiên bản là 512GB mà thôi Viên pin thì vẫn là 6000mAh và hỗ trợ chẳng nhanh 65W Về thông số camera thì nó có có một số những cái sự thay đổi Mà mình sẽ hiện thị trực tiếp trên màn hình Để có thể là dễ dàng hình dung nha Tuy nhiên nó vẫn không được trang bị công nghệ Trùng rung khoa học OIS các bạn ạ Mình nghe nói rằng là phải đến thế thứ 8 Thì chúng ta mới được nâng cấp rất mạnh Về cái camera Còn bây giờ thì họ tạm thời là sẽ nâng cấp Về trải nghiệm gaming Mà đã nhắc tới trải nghiệm gaming thì phải nói thêm Một cái tính năng nữa đó chính là AI Đợt này thì AI ở trên dòng iPhone 7 á, Nó đã có phần cải thiện hơn Cải thiện ở đâu? À, ví dụ như khi mà các bạn chơi cái tựa game là liên quân mobile nha thì với cái tựa game này à, nó sẽ có thêm một con ai để nhắc nhở là à, bây giờ đã có bùa xuất hiện rồi bây giờ rồng đã xuất hiện rồi và các bạn không nên bỏ lỡ và nhờ đó thì các bạn có thể là chiếm được một phần ưu thế cho cái quá trình mà chúng ta chơi game à, hay chưa hay chưa hoặc là với cái tựa game Genshin Impact á, thì nó cũng có những cái phần hỗ trợ riêng và hỗ trợ như thế nào thì mình sẽ nói kỹ hơn trong một cái video đánh giá về trải nghiệm chơi game ở trên LG Phone 7 lẫn LG Phone 7 Ultimate nha còn về chất lượng màn hình hay là về âm thanh nhé thì mình thấy rằng là nó vẫn cực kỳ là xịn sò rồi những cái thông số đó thì mình thấy rằng là cũng không cần phải nhắc quá nhiều bởi vì anh em mà đã là fan của bên nhà LG thì cũng đã biết rất là rõ và mình cũng hiển thị trực tiếp trên màn hình để các bạn thể là dễ dàng hình dung nha nó đủ để đáp ứng cái trải nghiệm gaming của chúng ta Những cái thứ mà thay đổi nhiều nhất á, thì mình đã kể cho các bạn từ đầu cho tới cuối luôn rồi Và còn một cái điểm nữa đó chính là dòng LG Phone 7 series đợt này sẽ là dòng sản phẩm chính thức để phục vụ cho SEA Game 32 các bạn ạ với hai cái tựa game được lựa chọn đó chính là tốc chiến và Mobile Và không những vậy, trong thời gian sắp tới thì bên nhà LG sẽ tổ chức thêm một giải Galaxy Impact dành cho người dùng Để có thể là vừa được chơi game, vừa nhận giải mà lại vừa được trải nghiệm LG Phone 7 Series Những điều hay ho mà mình vừa chia sẻ với các bạn Và đó là những điểm mà mình muốn chia sẻ nhanh cho các bạn về những cái điểm nâng cấp giữa LG Phone 7 so với là thế thứ sáu Các bạn muốn bảo mình làm so sánh chiếc máy này với những sản phẩm nào Đừng quên để lại ý kiến phần bình luận của video ngày hôm nay Cảm ơn giờ thì bye